Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel Thế Giới Đồ Câu. Và mình là Phú Phi Mắc đây. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho những anh em cần thủ nào mà chuyên bộ môn câu lua này và đam mê bộ môn câu lua về một bộ combo gần như là hoàn chỉnh này và hoàn thiện nhất bên mình. Và bộ combo đó vừa cao cấp này, vừa có giá rẻ và vừa đến từ hãng của Nhật nữa. Và bộ combo đó như thế nào thì mời các bạn cùng đi theo mình nha. Trước video đây. Và bộ combo gồm có gì ạ? Đó là một túi đựng cần này, một cần máy đứng có tên là Crossfire, một máy đứng MGS2000. Ngoài ra là gồm có là một dây dù dốc PE Super Brain này, 100m này, một con mồi tặng kèm theo, con mồi lua fan tặng kèm, một khăn đa năng. Đây anh em, một khăn đa năng và một khóa lua. Đấy. Thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn là về phần cần đi. Cần Crossfire đến từ thương hiệu của Daiwa. Đấy, cần Daiwa đến từ thương hiệu của Nhật Bản nha và được sản xuất tại nhà máy của Việt Nam. Về đầu tiên là về phần bắt máy. Bắt máy là về bắt máy của Daiwa. Bắt máy rất là cứng cáp này, chắc chắn này. Đó, về phần tay cầm. Tay cầm là tay cầm EVA, bằng nhựa EVA nha các bạn. Thì nhựa này giúp cho khi mình cầm nắm lên rất là nhẹ nhàng này, chắc tay này mà rất là sạch sẽ nha, không bị dơ tay. Đó, cán cần là cán cần EVA. Đấy, về phần chất liệu khung thân là được làm từ 95% là sợi carbon, giúp cho chiếc cần của mình rất là nhẹ. Đấy, rất là nhẹ nhàng. Và về thông số của cần, đây, thông số của nó là 6 đến 15 LP, tức có nghĩa là độ tải cá của nó là từ 6 đến 7 kg nhá. Đấy, về số khoen là gồm có 6 khoen. Khoen được làm là khoen của hãng Daiwa. Khoen này là chống rối dây và chống xoắn dây rất là tốt nhá. Đấy, gồm có 6 khoen. Khoen rất là chắc chắn, rất là mượt mà, được in thương hiệu của Daiwa. Và về đọt khoen là 2mm. Và về đường kính của đít khoen, đây, về đường kính của tay cầm. Đấy, về đường kính của tay cầm là 2cm nhá. Đó. Rồi, tiếp theo là về phần máy. Mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn là bộ combo này, đó chính là máy MGS2000, máy đến từ thương hiệu của Daiwa. Có màu sắc rất là đẹp, đó là màu đỏ này và màu bạc được xen lẫn vào nhau, tạo nên cho chiếc máy của mình. Về thiết kế của nó là thiết kế rất là sang trọng này, màu sắc rất là sặc sỡ. Đấy, vừa sang trọng vừa quý phái, rất là mạnh mẽ nhá. Rồi, về phần khung thân của máy được làm từ sợi kim loại nhá. Đấy, được đúc bằng sợi kim loại và được in thương hiệu của logo là Daiwa. Make in của nó là make in Việt Nam, được sản xuất tại nhà máy của Việt Nam nha. Đó, về spool là hợp, được làm bằng hợp kim nhôm, giúp cho chiếc máy của mình có thân hình rất là nhẹ nhàng. Đó, MGS2000. Rồi, mình sẽ đi vào thông số của chiếc máy đứng này nhanh nha. Đây, MGS2000. Tỷ số vòng quay là 5.3:1. Trọng lượng của nó là 250g. Lực tải cá tối đa là 2kg. Và số bậc đạn là 2. Đó, có những công nghệ như là ABS này, TB. Đó, một những công nghệ của hãng Daiwa. Rồi, đi kèm về combo đó chính là dây dù Job Super Brain. Có chiều dài là 100m và được làm từ 100% là sợi PE nha anh em. Sợi PE là một sợi dây dù rất là nổi tiếng trên thế giới cũng như là thị trường đồ câu cá. Những anh em cần thủ nào cũng có thể biết đến về sợi dây dù PE này. Và điều đặc biệt hơn nữa là dây dù PE này được sản xuất tại nhà máy Nhật Bản nha. Make in là make in Nhật Bản nha, Japan nha. Rồi, đây là dây dù 100m và bên mình có đầy đủ tất cả các size cho anh em lựa chọn nha. Như là size 1 này, size 1.5, size 2, size 3 và size 4, size 5. Về màu sắc của dây là màu xanh, xanh lá, óng ánh. Sợi dây đường kính rất là nhỏ nha. Khi xuống nước là con cá không thể là nhìn thấy rõ sợi dây này. Đấy anh em, sợi dây có độ bền rất là cao nha. Job Super Brain được làm 100% là sợi PE. Make in của nó là from Nhật Bản. Rồi, tiếp theo được tặng kèm về combo này đó chính là một con mồi lua fan. Con mồi này có đặc tính là có con mắt 3D rất là đẹp và rất là nhìn rất là thật nha. Con mắt 3D có thể chuyển động dưới nước. Rồi, về phần lưỡi là phần lưỡi chống vướng rất là to, cái thìa rất là to. Rồi,
Còn gì nữa, đó chính là về lưỡi BKK. Lưỡi được làm bằng lưỡi BKK, giúp chiếc lưỡi của mình chống rỉ này, chống rỉ rất là tốt này. Đó, và rất là sắc nhọn nhá. Khi cá táp vào là dính cứng luôn, không thể ra được. Rồi về bên trong của con mồi này là được trang bị những viên bi. Những viên bi này thu hút cá rất là tốt nha, chống vướng rất là tốt. Rồi, tặng kèm theo bộ combo này, đó chính là về phần khăn đa năng. Khăn đa năng này có tác dụng là anh em có thể là chống bụi này và chống nắng rất là tốt nha. Đấy anh em, về phần vải của nó là phần vải rất là mát này. Đó, thứ nhất là khi sử dụng là mình cảm thấy rất là mát này, có thể co giãn nhanh em. Đấy, vải rất là tốt luôn. Rồi, về phía bộ combo này gồm có chính là khóa lua. Khóa lua này có đầy đủ tất cả các size cho anh em lựa chọn nha. Bên như em đang cầm đây chính là size 4 nha anh em. Đấy, size 4, size của hãng Pioneer. Rồi, tiếp theo về phần combo, đó chính là túi đựng cần, có chiều dài là 1m15. Túi được làm bằng là túi được làm bằng vải là vải Oxford 1000D, giúp cho chiếc túi của mình chống thấm nước và độ bền rất là cao, có thể sử dụng đến tới là 10 năm. Đấy, về bên trong của chiếc túi đó chính là về vải dù, được thiết kế và được may những đường chỉ rất là tinh xảo và chắc chắn, rất là đẹp nữa. Đấy anh em, thì về phần vải dù này có chức năng là chống thấm nước này. Đó, và có tính đàn hồi rất là cao, khi anh em bỏ máy vào trong hoặc là bỏ cần vào trong, những tác động bên ngoài sẽ không làm ảnh hưởng bên trong rất là nhiều nha anh em. Rồi, ở bên cạnh đó là gồm có hai túi. Túi đầu tiên anh em có thể bỏ những phụ kiện đi kèm như là con mồi hoặc là máy. Đó, máy anh em, máy đứng, máy ngang. Rồi tiếp theo là về phần túi bên ngoài này nữa. Đó, túi này anh em bỏ những phụ kiện đi kèm theo nhá. Có thể bỏ những cần tay đi kèm theo nữa này. Rồi về phần khóa, khóa kéo. Khóa kéo là được làm bằng khóa kéo rất là chắc chắn nhá. Đây, rất là mượt mà. Anh em có thể thấy là em có thể test này. Bởi vì là một tay của em là đang cầm máy quay, một tay để review cho anh em nhá. Đó. Một chiếc khóa rất là chắc chắn, một chiếc túi rất là bền. Và bộ combo này rất là đặc biệt bởi vì là nó có một giá rất là rẻ. Chỉ với là 1.299.000 thì anh em có thể sở hữu cho mình một bộ combo gần như là hoàn thiện này. Đó chính là bộ combo gồm có cần, máy, túi đựng cần, dây dù Jock Super Pre, một khóa lua, túi đa năng. Đó anh em. Thì anh em nào mà có thắc mắc gì thì hãy để lại bình luận phía bên dưới để bên cửa hàng sẽ tư vấn cho anh em nha. Và anh em hãy nhanh tay để lại số điện thoại để đặt hàng bên cửa hàng nha. Cảm ơn anh em đã xem hết video này và đừng quên để lại một like và một đăng ký kênh để ủng hộ cửa hàng nha. Tạm biệt anh em.